vào lúc 21 giờ thứ bảy ngày 25 tháng 5 năm 2024 thì chắc hẳn rồi, rất nhiều những fan hâm mộ trên toàn thế giới sẽ cùng hướng ánh mắt về sân khấu, đó là đấu trường FA Cup của nước Anh, để chứng kiến một trận cầu siêu kinh điển. Đó là trận cầu Derby thành Manchester, khi mà Manchester City sẽ có cuộc chạm trán với Manchester United tại cái trận đấu thuộc khuôn khổ là vòng chung kết FA Cup. Với một cái phong độ đang trên đà thăng hoa của Manchester City khi mà họ mới giành được chức vô địch Ngoại hạng Anh. Lúc này thì Manchester City cũng đã trở thành nhà vua của nước Anh rồi. Còn đối thủ của họ là Manchester United thì đang nặn ngụp với một cái phong độ vô cùng là bết bát. Ở cái mùa giải 2023-2024 là một mùa giải phải nói là thảm hại nhất của Manchester City từ thời huấn luyện viên David Moyes để lại các bạn nhé. Và nếu như ở cái trận chung kết này mà huấn luyện viên Erik ten Hag cùng với những học trò của mình không đánh bại được Manchester City thì Erik ten Hag sẽ phải bay ghế và ông sẽ phải về Hà Lan để dẫn dắt những câu lạc bộ không được nổi tiếng. Và điều này cũng là điều mà những fan hâm mộ của MU đang rất là mong muốn, khi mà chúng ta cũng đã được chứng kiến Erik ten Hag cùng với những học trò của mình đã có một mùa giải vô cùng là bết bát. Tuy nhiên thì ở cái trận chung kết này, nếu như đoàn quân của Ten Hag đánh bại được đoàn quân của Pep Guardiola thì đây sẽ là một điểm sáng dành cho huấn luyện viên Ten Hag, khi mà ông sẽ tiếp tục được tại vị ở cái câu lạc bộ MU. Và liệu rằng ở một cái trận cầu mang tính chất quyết định như thế này thì MU có đánh bại được nhà vua đó là Manchester City để trở thành một cái nhà vua mới hay không? Thì ngay bây giờ xin mời toàn thể quý vị và các bạn hãy cùng với đội ngũ ekip Kèo Bóng Tôn Tử, chúng ta sẽ cùng điểm qua một số những cái thông tin đáng chú ý nhất về cặp đấu này, cũng như là cái tình hình tương quan lực lượng của hai đội bóng trước khi mà chúng tôi sẽ tham vấn kèo cho toàn thể anh em. Và trước khi đi vào nhận định cũng như là phân tích về cái cặp đấu này thì chúng ta sẽ cùng điểm qua một số những cái mã kèo của thị trường kèo châu Á họ đưa ra các bạn nhé. Nhìn lên cái bảng kèo cược nhà cái ở thời điểm hiện tại thì chúng ta có thể thấy được là giới mộ điệu họ đang đánh giá rất cao cho một chiến thắng dành cho Manchester City, khi cái mức kèo chấp thị trường kèo châu Á họ đang để cái mức chấp dành cho Manchester City là cái mức 1.5 cả trận. Với điểm ăn của Manchester City đang khá là thấp, anh em bỏ ra 100k nhưng anh em thu về có 84k mà thôi. Cùng với đó là cái mã kèo tài xỉu ở trận cầu này thì kèo châu Á họ đang để cái mức là 3.1/4 với điểm ăn của cửa tài có 0.88 mà thôi. Kèo cược hiệp 1 thì nhà cái đang để cái mức chấp là 3/4 dành cho Manchester City. Tài xỉu hiệp 1 nhà cái đang để cái mức là 1.1/4 với điểm ăn của cửa tài khá là thấp. Anh em bỏ ra 100k, anh em thu về có 76k mà thôi các bạn nhé. Cùng với đó thì dưới đây là những cái vị tỷ số ở trận cầu này. Anh em nào mà có vốn ít, anh em muốn đầu tư vào những cái mã kèo có cái lợi điểm cao như là cái vị tỷ số thì các bạn tha hồ lựa chọn cho mình những cái xác suất có cái tỷ lệ xảy ra cao nhất các bạn nhé. Ví dụ như ở trận cầu này, nếu như anh em đầu tư vào cái mã kèo là Manchester City thắng với cách biệt là 3-0 thì điểm ăn đang nhân gấp 9.4 lần điểm cược. Còn nếu như anh em đầu tư vào cái mã kèo đó là Manchester City thắng với cách biệt là 3-2 thì nó đang ăn gấp 21 lần điểm cược các bạn nhé. Đó. Hoặc là anh em có thể đầu tư vào vị tỷ số là 1-2 dành cho Manchester City thì điểm ăn đang nhân gấp là 26 lần điểm cược anh em ạ. Trên đây là những cái mã kèo cũng như là những cái vị tỷ số để cho chúng ta có thể đầu tư được. Và với những cái mã kèo nhà cái ở thời điểm hiện tại thì đâu sẽ là cái mã kèo mang về cho anh em niềm vui chiến thắng, và đội bóng nào sẽ là kênh uy tín để cho chúng ta có thể đầu tư vào họ với cái mã kèo Handicap ở trận cầu này, thì ngay bây giờ xin mời toàn thể quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng điểm qua một số những cái thông tin đáng chú ý mà chúng tôi cũng đã cập nhật ở thời điểm hiện tại. Như chúng ta cũng đã biết, kết thúc mùa giải 2023-2024 tại cái đấu trường là Ngoại hạng Anh thì Manchester City cũng đã vô địch ở cái giải đấu này rồi. Trải qua 38 vòng đấu thì Manchester City cũng đã có được cho mình tổng cộng lên tới 91 điểm. Họ hơn đối thủ xếp phía sau là Arsenal là 2 điểm cách biệt. Với một cái phong độ rất là thăng hoa ở cái mùa giải năm nay thì Man City họ vô địch hoàn toàn là xứng đáng các bạn nhé. Nhưng một cái điều đáng buồn dành cho Manchester City đó là rất nhiều người dân trên toàn thế giới họ không muốn Manchester City vô địch ở mùa giải năm nay, vì Manchester City cũng đã có tổng cộng là 3 lần liên tiếp vô địch ở cái đấu trường Ngoại hạng Anh rồi. Và 7 năm gần nhất thì Manchester City cũng đã có là 6 chức vô địch trong tay. Họ không chịu nhường lại cái ngôi vua này cho những đội bóng xếp sau, ví dụ như là Arsenal hay là Liverpool.
Và rõ ràng với một cái tài cầm quân của Pep Guardiola thì ông có thể cân cả một thế giới các bạn nhé. Phải nói huấn luyện viên Pep Guardiola là một huấn luyện viên đa tài các bạn ạ. Một vị chiến lược gia phải nói là quá xuất sắc. Khi mà đi đến đâu ông cũng đều mang lại danh hiệu cho những đội bóng mà ông cũng đã dẫn dắt. Với một cái phong độ đáng gờm như thế này thì rõ ràng ở trận cầu tới đây, khi mà họ phải chạm trán với một đội bóng không được đánh giá cao, chính là gã hàng xóm MU, thì đoàn quân nhà Pep Guardiola hoàn toàn có thể đánh bại Manchester United với cách biệt là lớn các bạn ạ. Trong khi đó thì nhìn vào cái thành tích của Manchester United ở mùa giải năm nay thì sao? Anh em có thể thấy lúc này Manchester United kết thúc cái mùa giải 2023-2024 với vị trí là thứ 8 trên bảng xếp hạng. Trải qua 38 vòng đấu thì Manchester United cũng chỉ mang về cho mình có 60 điểm mà thôi. Hiệu số phụ của Manchester United là -1. Nhìn vào cái thành tích của Manchester United ở cái mùa giải năm nay thì phải nói là quá thất vọng dành cho đội bóng này. Khi mà cũng đã quá lâu rồi các bạn ạ, Manchester United đã không được tham gia cái đấu trường Cúp châu Âu. Trong đó thì kết thúc mùa giải, Manchester United lại bị âm lên tới là một bàn thua như thế này thì quá là thất vọng dành cho đoàn quân nhà Erik ten Hag các bạn nhé. Ở cái mùa giải năm nay thì MU phải nói là thất vọng tràn trề khi mà họ không có được cho mình bất cứ một cái danh hiệu nào. Và lúc này đây thì những fan hâm mộ của Quỷ Đỏ họ đang khao khát có được một danh hiệu tại cái đấu trường đó là FA Cup. Tuy nhiên để làm được điều này thì rất là khó khi chúng ta biết được là Manchester City họ đang có một cái phong độ rất là thăng hoa. Họ cũng đã bất bại ở rất nhiều trận đấu gần đây các bạn nhé. Tính từ tháng 12 năm ngoái trở lại đây thì Manchester City họ cũng đã bất bại trước tất cả những đối thủ các bạn ạ. Một phong độ phải nói là quá chói sáng của Manchester City. Thì ở cái trận cầu chung kết này, đoàn quân của Pep Guardiola hoàn toàn có thể đánh bại được Quỷ Đỏ MU. Tuy nhiên thì trong bóng đá chúng ta không thể biết trước được điều gì, phải không ạ? Khi nào mà trọng tài cất còi kết thúc trận đấu thì chúng ta mới biết rõ được 10-10. Như chúng ta cũng đã từng chứng kiến rất nhiều những cái cặp đấu phải nói là có một cái sự chênh lệch rất là lớn, nhưng cái đội bóng yếu hơn họ vẫn đánh bại được một đội bóng mạnh. Và cái điều bất ngờ này có được xảy ra dành cho Manchester United hay không thì chúng ta sẽ cùng phải chờ sau khi trận đấu này kết thúc mới biết rõ 10-10. Còn ở thời điểm hiện tại, tất cả những kênh nhận định soi kèo cũng như là những kênh gọi là bình luận viên thì chúng ta cũng không nên tin bất cứ vào một ai cả. Tất cả những cái cơ sở mà họ đưa ra cũng chỉ là suy luận của họ mà thôi, chứ không có một cái điều gì minh chứng là MU sẽ thua Manchester City ở trận cầu này, đúng không hả các bạn? Còn đến với trận cầu này thì chúng tôi cũng đã tổng hợp được rất nhiều những cái thông tin rất là chất lượng rồi. Trước khi bước vào cái trận chung kết này thì Manchester United họ cũng đã có được một cái mạch là 2 chiến thắng liên tiếp các bạn nhé. Họ cũng đã đánh bại 2 đối thủ đó là Brighton và Newcastle. Với 2 chiến thắng liên tiếp như thế này thì đây cũng là một cái tiền đề để cho đoàn quân nhà Erik ten Hag hướng đến cái chức vô địch của cái đấu trường là FA Cup. Trong khi đó thì theo như tìm hiểu của chúng tôi, cái tình hình tương quan lực lượng của hai đội bóng lúc này cũng đã có được cái sự chuyển biến khi mà Manchester United cũng đã đón chào những cầu thủ trụ cột quay trở lại, ví dụ như là Varane hay là Martinez. Nếu như MU có được 2 trụ cột ở cái hàng hậu vệ quay trở lại là Varane cùng với Martinez thì đây sẽ là một trận cầu khó khăn dành cho hàng công bên phía Manchester City. Vì chúng ta biết được rằng nếu như đội hình của MU có được một cái lực lượng mạnh nhất thì họ hoàn toàn có thể đem lên khó khăn dành cho tất cả những cái đội bóng các bạn nhé. Tuy nhiên thì có một điều chúng ta cần phải chú ý, đó là chưa có một đội bóng nào vô địch liên tiếp 2 mùa bóng ở cái đấu trường là FA Cup. Và cái đấu trường FA Cup cũng là cái đấu trường gọi là lâu đời nhất tại cái ở nước Anh các bạn nhé. Chính vì thế mà trận cầu tới đây, Pep Guardiola cùng với những học trò của mình đang hướng đến một cái kỷ lục mới. Và liệu rằng Manchester City có phá được kỷ lục tại cái đấu trường là FA Cup này hay không thì chúng ta cùng phải chờ sau khi trận đấu này kết thúc mới biết được. Nhưng theo như những thông tin mà chúng tôi có được thì Manchester City họ hoàn toàn có thể làm được cái điều này, khi mà chúng ta biết được rằng lúc này tương quan lực lượng của Manchester City đang có được một cái đội hình mạnh nhất. Lúc này thì Manchester City chỉ có một cầu thủ gặp phải chấn thương thôi, đó là thủ thành Edison. Thủ thành Edison thì cũng đã bị đau ở khóe mắt khi mà cũng đã va chạm với một cầu thủ bên phía của Tottenham ở cái trận đấu thuộc khuôn khổ là vòng đấu thứ 36 vừa rồi các bạn nhé. Và với một cái hàng công cùn của Manchester United và hàng thủ
cũng không được chất lượng của MU, thì ở trận cầu tới đây Manchester City họ sẽ lã không biết là bao nhiêu bàn vào lưới của Quỷ Đỏ các bạn nhé. Và liệu rằng cái trận đấu này có mang đến cho anh em chúng ta những cái cảm xúc thăng hoa với những bàn thắng và với những cái kết quả là rượt đuổi tỷ số hay không, thì chúng ta sẽ cùng chờ đón vào lúc 21 giờ tối ngày mai, ngày thứ Bảy 25 tháng 5 các bạn nhé. Và với một cái trận đấu chung kết như thế này thì rõ ràng rồi, chúng ta không cần phải tìm hiểu quá nhiều về cái gọi là phong độ của hai đội bóng trong khoảng thời gian gần đây nữa. Vì nếu như các bạn là người đam mê thể thao, các bạn là người đam mê cái bộ môn thể thao mạo hiểm này, thì chắc các bạn cũng biết được là phong độ của hai đội bóng này trong quá khứ rồi phải không ạ? Ở một trận đấu mang tính chất căng thẳng và quyết định như thế này, chúng ta cần phải tìm hiểu những cái thông tin ngoài luồng anh em nhé. Chúng ta không cần phải tìm hiểu về cái phong độ của hai đội bóng trong quá khứ nữa phải không ạ? Vì cái quá khứ đen tối của MU thì chúng ta cũng đã biết rồi. Kết thúc một giải đấu mà MU cũng chỉ đứng ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng mà thôi. Họ cũng đã mất cái quyền tham dự cái đấu trường cúp châu Âu mùa sau rồi. Và nếu như ở trận đấu này một kịch bản điên rồ sẽ được xảy ra. Nếu như MU đánh bại được Manchester City thì nhà vua của nước Anh đó chính là MU các bạn nhé, chứ không phải là Man City nữa rồi. Và đây cũng là một cái điều mà những fan hâm mộ của MU đang khao khát chờ đợi các bạn ạ. Liệu rằng MU có làm được kỳ tích để làm hài lòng các cổ động viên cũng như là các fan hâm mộ của mình hay không, thì chúng ta sẽ cùng chờ đón vào lúc 21 giờ tối ngày 25 tháng 5. Còn với những cái mã kèo ở thời điểm hiện tại như thế này, sau khi mà chúng tôi cũng đã cập nhật về những cái thông tin khá là quan trọng về hai đội bóng cũng như là cái tin tức ngoài luồng của hai đội bóng này, thì chúng tôi cũng đã cân nhắc được những cái mã kèo có tỷ lệ phần trăm thắng cao dành cho toàn thể các bạn rồi. Với những cái mã kèo ở thời điểm hiện tại như thế này, sau khi mà chúng tôi cũng đã họp bàn với nhau và cũng đã đưa ra rất nhiều những cái phương án để lựa chọn ra cho các bạn rất nhiều những cái mã kèo tối ưu nhất, thì chúng ta sẽ cùng hướng đến với những cái mã kèo như sau. Ở trận cầu này thì Tôn sẽ hướng cho anh em đến hai mã kèo chính. Đó là anh em nên đầu tư vào mã kèo là Manchester City chấp 1.5 bóng cả trận với điểm ăn là 0.84. Cùng với đó là cái mã kèo xỉu trận 3.5. Sẽ là hai cái mã kèo rất là sáng để anh em có thể đầu tư được trong trận cầu này các bạn nhé. Và cùng với đó thì ở trận cầu này Tôn sẽ tham vấn cho anh em 3 vị tỷ số. Đó là vị tỷ số 2-1, 3-1 hoặc là 2-0 dành cho câu lạc bộ Manchester City. 3 vị tỷ số này thì chúng tôi cũng đã cân đo đong đếm rất là kỹ. Và 3 vị tỷ số này nó cũng là 3 vị tỷ số có xác suất xảy ra cao nhất. Anh em nào mà trùng máu trùng quan điểm với Tôn, anh em có vốn ít, anh em muốn đầu tư vào những cái mã kèo có lợi điểm ăn cao, thì các bạn có thể đầu tư cho Tôn vào 3 vị tỷ số này là 3 vị tỷ số có xác suất xảy ra cao nhất các bạn nhé. Tuy nhiên thì Tôn vẫn phải nhắc nhở với toàn thể các bạn, khi mà lúc này chúng tôi làm video thì vẫn chưa có được đội hình dự kiến của hai đội bóng, nên những cái mã kèo ở thời điểm hiện tại cũng chỉ dừng ở cái mức độ tham khảo mà thôi. Còn hai mã kèo này cũng chưa phải là hai cái mã kèo mà Tôn sẽ cho anh em đầu tư big bet trong các hội nhóm. Và để có được những cái mã kèo chơi tốt nhất thì các bạn hãy chủ động kết nối với Tôn qua cái địa chỉ Zalo, đó là số điện thoại 0348 196760, để các bạn sẽ nhận được những cái tham vấn tốt nhất đến từ những chuyên gia của chúng tôi. Và hơn nữa, nếu như các bạn đang chơi một mình hoặc các bạn đang ở những cái nhóm không an toàn thì các bạn hãy kết nối với Tôn qua cái địa chỉ Zalo này để các bạn được vào nhóm đồng hành cùng với Tôn. Khi vào nhóm thì các bạn sẽ thấy được những cái mã kèo của chúng tôi nó chất lượng như thế nào, những cái vị tỷ số khiến cho anh em hài lòng như thế nào, những cái mã kèo xiên mang về cho anh em những cái đồng lãi nó lớn như thế nào các bạn ạ. Không những thế, khi các bạn tham gia vào nhóm thì hoàn toàn là miễn phí. Chúng tôi không bao giờ biết thu phí hay là xin nộp của bất cứ một anh em nào các bạn nhé. Ngược lại thì nếu như các bạn tham gia vào nhóm lâu dài cùng với Tôn, khi các bạn đầu tư mà bị cạn vốn thì các bạn còn được chúng tôi cung cấp cho một số vốn nhỏ nhoi thôi để các bạn làm lại từ đầu, để các bạn thỏa mãn với cái niềm đam mê của mình các bạn nhé. Không nhiều đâu, chỉ một vài trăm ngàn thôi, nhưng đó cũng đủ để giúp cho anh em chúng ta thỏa mãn được cái đam mê của mình rồi, phải không ạ? Rồi, ok, như vậy là Tôn cũng đã hoàn thiện xong video này với những cái mã kèo mà Tôn cũng đã tham vấn cho anh em ở thời điểm hiện tại. Thì Tôn mong rằng anh em chúng ta sẽ cùng đầu tư và mang về cho mình thật nhiều những cái đồng lãi các bạn nhé. Còn bây giờ thì Tôn cũng xin kết thúc video này ở đây. Điều cần chia sẻ thì Tôn cũng đã nói hết rồi. Những cái mã kèo có tỷ lệ phần trăm thắng cao thì Tôn cũng đã lên tham vấn cho anh em xong rồi. Với những gì mà chúng tôi cũng đã làm được cho anh em trong khoảng thời gian vừa qua, khi mà anh em cũng đã ăn thông kèo cả một cái tháng 5 này rồi phải không ạ? Những anh em nào mà đã đăng ký kênh của Tôn, những anh em mà theo dõi kênh của Tôn, thì chắc các bạn cũng biết được rằng cả một tháng 5 Tôn cũng đã cho anh em rất nhiều những cái trận đấu vô cùng hấp dẫn với những cái mã kèo
có cái chiến thắng rất là đậm rồi, phải không ạ? Cùng với đó là những vị tỷ số mà tôi nên cho anh em có xác suất ăn rất là cao. Thì các bạn còn tiếc gì mà không dành tặng cho chúng tôi những cái lượt like và những cái lượt đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tôi ngày càng phát triển. Và sẽ ra thêm rất nhiều những cái video tới đây cho anh em. Và các bạn lưu ý rằng sau khi cái top league kết thúc thì chúng ta tiếp tục có một cái đấu trường, đó là Euro 2024 sắp được khai màn các bạn nhé. Nếu các bạn muốn cập nhật về những cái mã kèo có tỷ lệ phần trăm chiến thắng cao nhất ở cái đấu trường là Euro 2024 thì các bạn hãy kết nối với tôi qua cái địa chỉ Zalo, đó là số điện thoại 0348196760, để các bạn sẽ nhận được những cái sự tư vấn tốt nhất đến từ những chuyên gia của chúng tôi. Và các bạn sẽ nhận được những cái mã kèo có tỷ lệ phần trăm chiến thắng cao nhất các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.